Cô sắp qua xuân này chưa chấp lớn rồi, chẳng còn ngốc nghếch ham vui, mình nhớ mama nữa đâu. Mong ai ai cũng an nhiên và hết muôn phiền, học cách sẻ chia, vượt qua niềm đau hạnh phúc cùng nhau đưa cho đón một mùa xuân năm mới. Nào cầm tay nhau. Sao cậu không vứt vào thùng rác? Mắc mớ thì tớ phải vứt vào thùng rác. Chút xíu cũng có đồ dọn rác đến dọn thôi mà. Xem nè. Tiểu Bảo Bảo, cậu đừng có nhặt nữa. Mình sẽ mét cô cho coi. Ở đây, có ai thấy tớ đã vứt rác không? Có thấy không? Chưa, chỉ có một mình chấp thấy thôi. Có giỏi thì đi mét cô đi. Các cậu hôm nay giỏi quá, muốn ăn gì? Tớ mời. Nào, đi thôi. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Hai bạn này, đi hâm sữa đi. Các bạn có biết hâm sữa không? Không. Trời ơi, hâm sữa rất là đơn giản luôn. Đây là túi sữa cun siêu phàm, vừa có thể uống nóng, vừa có thể uống lạnh. Mùa đông như thế này, uống nóng thì đúng là tuyệt vời luôn. Các bạn chỉ cần cho vào trong lò vi sóng trong khoảng thời gian là 30 giây. Trước khi cho vào thì các bạn nhớ là tháo ống hút này và mở nắp nữa nhá. Khi cầm ra thì các bạn phải cầm vào chỗ túi thần kỳ này này cho khỏi nóng nhá. Ok. Rồi, bây giờ thì đi hâm thôi. Nhanh lên nhá. Trời ơi, sao chị Thư ơi, hôm nay tóc cậu đẹp quá à. À mà quên, đâu phải hôm nay không đâu. Nhìn nào, thật Tiểu Thư cũng đẹp trơn á. Vừa đẹp, thông minh, học giỏi, nghe con dâu nữa. Trời ơi, thiệt tuyệt vời. Ở trường này không có ai bằng mình hết trơn á. Mình là học giỏi nhất luôn. Ngoài ra mình còn xinh đẹp nhất nữa. Thôi, ai đằng sau kìa. Ê, Bảo dơ giấy. Cô ngoài tờ à? Cho cái này này. Cảm ơn cậu. Cậu đừng có uống. Hộp này uống hết rồi. Thưa Tiểu Thư, có cho người ta thì cũng phải cho đàng hoàng tử tế chứ. Đồ phá đám. Nhìn cái mặt là không thể muốn ăn rồi. Các bạn đi thôi. Thôi bỏ đi. Cậu đừng có ở gần tụi nó nữa. Tụi nó thấy cậu hiền nên cứ ăn hiếp cậu hoài đó. Nhưng mà bọn mình đều là bạn cùng lớp mà. Bạn bè gì mà đối xử với nhau như vậy chứ. Cậu mà còn bên tụi nó nữa là mình bỏ mặc cậu luôn đó. Ai cho cậu lấn sang mắt của tớ? Tớ xin lỗi nhé. À mà thôi, cậu có thể cho tớ mượn một cây bút được không? Không, tại sao tớ phải cho cậu mượn? Rồi cậu làm bản bút của tớ ra. Tiểu Bảo Bảo, cậu lấy bút của mình nè. Cảm ơn Chấp Chấp. Hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra của tuần rồi. Đợt này á, các em làm bài rất là tốt. Chỉ có một vài bạn á, là chưa có thuộc bài lắm. Đợt sau á, mình cố gắng lên nha. Dạ. Bảo Ngọc, cậu được mấy điểm?
Tớ được 10 điểm. Tớ cũng vậy. Yeah. Trời, bài dễ như vậy mà cậu được có 6 điểm thôi sao? Mà cũng đúng thôi, bởi vì không phải môn sở trường của cậu mà. Nếu như có môn nhặt ve chai thì chắc chắn cậu sẽ được 10 điểm rồi. Nè, cậu đừng có mà quá đáng như vậy nha. Cậu được bao nhiêu điểm? 8 điểm. Sao? Khi nào được 10 điểm đi rồi nói chuyện nha. Ôi trời ơi, cái viết của mình đâu rồi? Chuyện gì á? Viết mình đâu mất tiêu rồi. Có chuyện gì vậy Thơ? Cô, em bị mất cái viết quý mà bố em đã mua tận bên nước ngoài về đó cô. Em làm. Em kiếm kỹ lại coi, không chừng nó rớt ở đâu đó. Không, em đã tìm kỹ lắm rồi nhưng mà không thấy. Hay là Tiểu Bảo Bảo, có phải cậu lấy của tớ không? Không, tớ không lấy. Tớ không tin. Để tớ kiểm tra cặp cậu. Thưa cô, em đã tìm thấy bằng chứng. Đưa cô xem. Dạ thưa cô, không phải em ạ. Trời ơi Tiểu Bảo Bảo, bằng chứng rõ ràng nhưng mà còn chối nữa. Trời ơi, mình không ngờ luôn á. Cậu vừa là một người ở dơ giấy mà còn đi ăn cắp đồ của người ta nữa. Trời ơi, đúng không các bạn? Đúng rồi. Không phải tớ. Tớ không muốn ngồi với đồ ăn cắp vặt như cậu. Thưa cô, em muốn đổi chỗ. Các em im lặng. Thơ Nguyễn ngồi xuống. Các em phải giữ trật tự để cho các lớp khác còn học nữa. Thưa cô. Chớp chớp, em có gì cần nói? Em có ý này ạ. Cô cầm giúp em cây bút của Thơ lên cho mọi người xem ạ. Để xem lần này cậu bay cho gì. Các bạn hãy nhìn kỹ vào cây bút của Thơ nha. Và bây giờ em phiền cô dùng tay còn lại để giơ lên cho mọi người xem cây bút cool mà em đã cho Tiểu Bảo Bảo mượn lúc nãy ạ. Thưa cô và các bạn, mọi người cũng thấy rõ sự khác nhau giữa hai cây bút này rồi đúng không? Cây bút của Thơ mới tinh, rất đẹp và không có một vết bẩn nào hết. Và cây bút cool mà Tiểu Bảo Bảo đã mượn mình lấm lem vết mực. Ý cậu là sao? Ý mình là mình muốn mọi người xem một thứ. Tiểu Bảo Bảo, cậu giơ hai bàn tay của cậu lên cho mọi người cùng xem đi. Như các bạn đã thấy, bàn tay của Tiểu Bảo Bảo vừa đầy mồ hôi lại còn dính đầy mực như vậy. Nếu như cậu ta lấy trộm cây bút của Thơ bỏ vào cặp mình thì trên cây bút của Thơ chắc chắn phải có vết mực chứ. Chớp chớp, cô hiểu rồi. Thơ, em còn gì muốn nói với mọi người nữa không? Dạ, em... Còn không mau xin lỗi Tiểu Bảo Bảo. Xin lỗi đó. Thôi, không sao đâu. Thôi, mọi chuyện không có gì đâu. Chớp chớp về chỗ ngồi đi. Dạ. Thơ, một chút nữa hết tiết ở lại gặp cô nha. Dạ. Thôi các em ôn bài đi. Cảm ơn cô. Khi nào em nghe nhầm không? Rõ ràng lúc nãy em nghe thấy tiếng điện thoại treo trong phòng. Sao vậy mẹ? Hôm nay cô giáo cho bài tập khó quá, con đang cố làm cho xong đây. Con cũng còn nhiều việc phải làm đây. Không có gì đang giấu ba mẹ chứ. Là sao ạ? Vậy hai con học bài xong rồi đi ngủ sớm nha. Còn một tháng nữa là tới Tết rồi. Tới lúc đó mình sẽ không cần phải làm bài tập mà sẽ được đi chơi thoải mái. Còn được lì xì nữa chứ. Nôn nóng quá đi. Mà giờ bài tập này ai làm thay cho mình được không ta? À, hay là
em chế ra cho anh một cỗ máy then làm bài tập được không Tấm Tuốt? Hả? Tấm Tuốt, em có nghe anh nói gì không? Anh lại đây em nhờ xíu. Hả? Máy làm thay bài tập hả? Không, lại đây. Hả? Hả? Trời ơi, em lấy đâu ra điện thoại mà nhiều vậy? Em mượn của ba mẹ một xíu, lát em trả lại. Không ai biết đâu, nhảy lên, lại đây. Bây giờ anh gọi số, số điện thoại tổng đài Cool và nói cái gì cũng được. Nói cái gì cũng được hả? Mình muốn ngày mai ngủ dậy là Tết. Mình không muốn làm bài tập nữa. Mình muốn đi đá bóng thôi. Alo, anh có nghe em nói không? Wow, nghe. Anh muốn trở thành cầu thủ mà không cần phải làm bài tập hả? Ừ, đúng, cầu thủ chỉ cần đá bóng giỏi thôi. Anh mơ đi. Em mới nói cái gì? Vui quá, thành công rồi. Xong, em mới nói cái gì? Nói lại cho anh nghe coi nào. Nè, đứng lại. Hai đứa đi ngủ sớm không? Không thôi sáng mai ngủ gật ráng chịu nha. Lừa bố là xe hơi, bố là con ngựa, con cưỡi, con chơi. Tắm cho xuống ăn cơm con ơi. Dạ. Thôi vô ăn cơm đi con. Không biết bao giờ bố mới về ăn cơm với con nữa. Con nhớ bố quá đi thôi. Con sẽ ngồi đây này, còn bố ngồi đây. Chúng ta cùng ăn cơm ngon nhé. Vui quá đi thôi. Chị Thôi ra ăn cơm đi, mẹ em kêu kìa. Chị Thôi, ra ăn cơm đi, không hay là cơm nguội á chị. Nghe rồi, ăn cơm thôi mà làm như đánh giặc vậy. Mẹ con mẹ đói lắm rồi đúng không? Riết rồi, ô xin, ngồi lên đầu, lên cổ người ta luôn đi. À, mà tại sao mày lại mặc áo của tao? À, áo này là áo của em đổi từ bộ sưu tập Cool ra á chị. Áo nào là áo của mày? Mày lại ăn cắp thẻ Cool của tao để đi đổi áo đúng không? Không phải, áo này áo của em, thẻ của em mà chị. Áo của chị ở đằng kia kìa. Không! Nhưng mà sữa mày uống là sữa của bố tao mua. Vậy thì áo này cũng là áo của tao. Trả đây. Trời, cái gì vậy? Buông ra coi. Sao vậy con? Có chuyện gì vậy? Chị Thôi đòi lấy áo của con. Mày nghiệp khiết xác, mặc áo đẹp để làm gì? Định xoắn ngôi sao tiểu thư của tao à? Thơ, ai dạy con nói như vậy? À, hai mẹ con bà giờ còn kẻ đông hiếp kẻ yếu đúng không? Thơ à, nếu như mà con là người ngoài á thì dì không nói tới. Nhưng mà vì con là con gái của ông chủ, cho nên dì phải dạy con. Thái độ của con như vậy là không thể chấp nhận được. Bây giờ con có kiểu ô xin đi dạy bà chủ à? Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho bố tôi và mét bố tôi. Được. Đây, điện thoại đây. Con gọi cho ông chủ đi. Nếu mà con gọi được á, thì con làm ơn con nói ông chủ về nhà liền đi. Chứ tiền ông chủ đưa đi chợ á, hết từ lâu rồi. Bây giờ dì phải lấy tiền của mình ra xài. Mà nè, thái độ của con nói chuyện với người lớn như vậy hả? Tôi thích nói như vậy đấy. Thì sao? Thì mà định đánh tôi à? Đánh đi bên đây nè. Con xin đi đánh bà chủ. Bố ơi. Nè, dì chưa có đánh con nha. Mày tưởng mày có mẹ mà ngon à? Tao tìm được bố tao rồi tao sẽ cho bọn mày biết tay. Thơ, nhanh đố ai bằng ba ba chăm chỉ lao động thật hăng, với gia đình siêu phàm thế giới không cần phải căng. Nhạc hội không đèn chẳng ai thèm khen, nghĩ không đèn toàn chỉ thấy bóng đèn. Quyết tâm là ba ma thất bại một phen, thất bại là thứ ngươi sẽ phải quen. Giờ không đèn thì sao nhỉ? Làm sao để tỏa sáng không ngừng nghỉ? À, yeah! 36 thẻ áo quân thật xinh, áo có chi dạ quang lung linh. 24 thẻ áo quân đổi ngay một áo chung dạ quang thật là kết quả sáng thật là cool. Thẻ bài thật đặc biệt, đồng hồ cũng xinh thiệt, ai ăn có quà nhà nhà cũng thích nha.
Cun vận động, cun tỏa sáng, thu thập thẻ áo cun. Nhận áo già quan, cun cun cun. Ta ghét, ta ghét. Áo già quan ta cũng mặc kệ. Hôm nay ngươi đừng hòng trốn về, tấn công đi. Yeah, chúng đồng hồ rồi. Giang tả đi ngồi đâu, một trận đèn phát trô. Cun sao mà tưởng nổi kẻ đẹp của đâu ngô. Cung cun vận động mỗi ngày, nhận quà cun thiệt hay. Nào cầm tay nhau.